người bán và trách 2 tỷ đồ hiệu cho Negip lên tiếng. Một seller chuyên bán chuồng hớt cho Negip đã lên tiếng về bộ sưu tập đắt đỏ này. Những ngày vừa qua, Negip, tên thật Đặng Thành An, sinh năm 2001, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất là bộ sưu tập đồ hiệu như đồng hồ, quần áo hay túi sách được cho là trị giá hàng chục tỷ đồng của Negip. Đặc biệt khi nhắc đến Negip, phải kể đến bộ sưu tập chuồng hớt đồ sộ khi nam rapper thường xuyên diện những món đồ của nhãn hàng này. Nhận xét về bộ sưu tập này của Negip, Nicole từng nói: Negip đeo chuồng hớt là cả một nhà. Hồi trước mình nghĩ kiểu bạn trẻ vượt khó đi lên, còn reaction. Giờ mình mới biết Negip giàu lắm, giàu gấp 8 lần mình. Người giàu mua nhẫn, còn người dư tiền mua chuồng hớt nhà. Trước những tranh cãi xoay quanh Negip, mới đây, KB, một seller có tiếng trong làng bán chuồng hớt ở Việt Nam, đã lên tiếng về bộ sưu tập của nam rapper. Anh chia sẻ bản thân quen Negip từ khi chưa nổi tiếng. Nam rapper mua khá nhiều các sản phẩm đến từ thương hiệu chuồng hớt với giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Trong đó tiền mua quần khoảng 1 tỷ, trang sức rơi vào 700 đến 900 triệu. Trong số 2 tỷ đồng, bao gồm số tiền Negip mua hàng bên KB và giá trị những món đồ mà Negip nhờ KB check thật, giả, có đúng là chính hãng không? Liên hệ với KB, seller này cho biết anh không muốn khẳng định Negip là thực sự giàu hay nghèo. Song những món đồ chuồng hớt mà Negip mua thì đều là hàng thật với giá trị lên đến cả tỷ đồng do chính bản thân rapper chi trả. Negip mua hàng hiệu từ nhiều bên, trong đó có bên mình. Đợt tháng 5 vừa rồi có vụ ồn ào lớn của chuồng hớt tại Việt Nam. Mình có thẩm định lại các món hàng cho Negip và được biết trong những món đồ chuồng hớt mà Negip mua có những đồ gold nhưng lại là fake, trị giá 300 đến 500 triệu đồng. Sau đó, bên seller cũng hoàn trả lại tiền cho Negip rồi, còn quần áo mình mua lại cho Negip cũng hoàn toàn là đồ thật. Mình mua và thẩm định tại các cửa hàng lớn ở bên Nhật. Anh cho biết thêm, mình không yêu hay ghét ai cả, thực sự những chuyện khác mình không bàn luận vì thực ra Negip cũng mua từ nhiều người, nên mình chỉ là một phần nhỏ. Nhưng mình trách đồ cho Negip về riêng chuồng hớt thì có thể tự tin khẳng định, đồ của nam rapper đều là hàng thật. Chuồng hớt là thương hiệu thời trang được thành lập vào năm 1988 tại California, Mỹ. Đây là một trong những item được giới rapper cực yêu thích bởi phong cách rất phù hợp với style hip hop và chất chơi. Thời gian qua, Negip nhận nhiều bình luận tranh cãi sau phát ngôn "Mẹ đã thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?". Sau đó, hàng loạt vụ drama xung quanh Negip cũng bị đào lại. Nhiều người cũng đặt câu hỏi về bộ sưu tập hàng hiệu của Negip, bởi anh chàng chỉ mới hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong 2 năm trở lại đây. Hiện tại, nhiều seller cũng đang tranh cãi và chứng minh về độ thật, giả của những món đồ hiệu này.